Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời Sống Hàng Ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng, qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 7 tháng 3, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Nơi Trú Ẩn An Toàn, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Châm Ngôn, chương 18, từ câu 10 đến câu 12. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Châm Ngôn, chương 18, từ câu 10 đến câu 12, bản truyền thống hiệu đính. Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố. Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn. Tài sản người giàu là thành trì kiên cố của người, là bức tường cao trong trí tưởng tượng của người ấy. Lòng tự cao đi trước sự suy bại, nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Câu gốc hôm nay được chép trong Châm Ngôn, chương 18, câu 10. Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố. Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn. Bộ phim nổi tiếng Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé ra rạp năm 2019 đã thôi thúc tôi tìm đọc lại quyển tiểu thuyết đã sờn trên kệ sách, đặc biệt là đoạn văn chứa những lời khuyên đầy an ủi của Mami, người mẹ dịu dàng và thông thái. Tôi bị cuốn hút khi đọc những dòng mô tả đức tin kiên định của bà. Đó là nền tảng cho từng lời lẽ bà dùng để động viên các con gái mình. Tôi ấn tượng sâu đậm nhất với câu: rắc rối và cám dỗ đầy rẫy ngoài kia, nhưng con có thể vượt qua và chiến thắng tất cả khi con học biết về quyền năng và cánh tay gìn giữ của Cha Thiên Thượng. Lời bà Mami âm vang chân lý trong sách Châm Ngôn. Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố. Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn. Tại các thành cổ, pháo đài được xây dựng nên làm nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong cơn nguy biến, như khi quân thù tấn công. Tương tự như vậy, khi chạy đến với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an trong nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta. Châm Ngôn chương 18 câu 10 chép rằng, chúng ta được bảo vệ bởi danh Chúa. Điều này chỉ về tất cả phẩm tính của Ngài. Ngài muốn trở thành nơi trú ẩn cho những ai đau khổ. Hỡi những ai đang mệt mỏi, Cha Thiên Thượng mời gọi bạn đến với nơi nương náu trong sức mạnh và cánh tay gìn giữ của Ngài. Trong những lúc khó khăn, bạn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa ra sao? Bạn kinh nghiệm bàn tay chăm sóc dịu dàng của Ngài khi nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, xin dạy con biết chạy đến với Ngài trong lúc thuận lợi cũng như trong kỳ khó khăn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.